Thưa quý vị, trong môn bóng bàn thì kỹ thuật giật phải, đẩy trái kết hợp đánh góc trống là kỹ thuật nâng cao. Nắm vững và sử dụng thuần thục kỹ thuật này là yếu tố quan trọng để người chơi ghi điểm trong một trận đấu bóng bàn. Sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật mới, kỹ thuật nâng cao là giật phải, đẩy trái và lao góc trống. Kỹ thuật này đòi hỏi là các bạn là phải có kỹ thuật cơ bản tốt thì mới có thể thực hiện được kỹ thuật này. Cái động tác của cái kỹ thuật này thì nó đều là động tác cơ bản của đẩy bóng xoay lên và giật bóng xoay lên, không có gì khác cả. Nhưng mình chỉ kết hợp thêm là cái di chuyển bước chân, phối hợp di chuyển bước chân đơn và di chuyển bước chân ngang để lao ra góc trống. Mình thực hiện thì cũng như là mình tập bóng đánh trái rồi đánh vào trái cơ bản và giật bóng xoay lên cơ bản thôi. Tất cả mình đều giật bóng xoay lên hết. Mình chỉ kết hợp cái di chuyển bước chân vào để phối hợp di chuyển bước chân đẩy trái và lé ra góc trống góc bên trái này, mình sẽ di chuyển góc trái này. Mình giật lên và sau đó mình sẽ di chuyển sang góc bên phải này, mình cũng tiếp tục giật bóng xoáy lên. Kỹ thuật giật phải đẩy trái lao góc trống này sẽ có hai phần. Tôi sẽ tách từng phần ra một để mọi người dễ hiểu. Bây giờ đánh kỹ thuật đầu tiên là mình giật phải đẩy trái. Mình di chuyển tại chỗ góc bên trái này, đẩy trái này, giật bóng thì mình vẫn là giật bóng xoáy lên này. Trái mình vẫn đánh động tác cơ bản là trái đôi công trái này. Giật thì mình giật bóng xoáy lên, tiếp xúc vẫn bên trên bóng này, giật phải đẩy trái này. Sau khi thực hiện cái động tác này xong thì chúng ta sẽ kết hợp vào và lao góc trống. Trong cái kỹ thuật này, cái bước chân của mình này cố gắng di chuyển rộng ra. Mình rộng sang trái, mình giật hết tay, thoải mái. Vừa lực thôi, nhưng mà động tác mình phải dứt khoát. Sau mình đẩy trái về, giật bóng xoay lên, mình vẫn tiếp xúc bên trên bóng, giật dứt khoát tay lên. Đẩy trái mình vẫn đánh đúng động tác cơ bản, đẩy trái sang bạn đối phương bên trái bên kia. Quả bóng xoay lên, mình giật vẫn tiếp xúc, 2/3 bên trên, giật. Lần ấy mình sẽ di chuyển theo bước một bước đơn và một bước di chuyển ngang lao ra góc trống. Thế tôi thực hiện là bắt đầu đẩy trái này, bé này, giật phải này, nhảy sang lao góc trống này, mình lại về này, đẩy trái này, giật phải này, nhảy sang này, lao góc trống này, đẩy trái, giật phải, nhảy sang lao góc trống. Đẩy. Đẩy trái, nhảy ra, nhảy sang góc trống, nhảy bật ra, đúng rồi, đẩy trái, nhảy ra, nhảy chứ không đi bộ. Đúng rồi. Cứ đẩy như thế nào. Giật dứt khoát tay lên, cứ giật như thật đấy. Đúng rồi. Đức lưu ý này, mình di chuyển này, mình di chuyển dứt khoát ra nhảy này, di chuyển bước chân này, nhảy dứt khoát ra này, chứ mình không đi chậm này nhá, mình đẩy dứt khoát này, đẩy này, nhảy này. Khi mình nhảy quả bóng nó nhảy sang góc kia, mình phải nhảy dứt khoát sang này, mình mới đánh được. Sau khi thực hiện động tác ngoài bàn, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với bóng. Đẩy trái này, đẩy trái, nhảy lại, nhảy sang góc trống này, giật. Đẩy trái này, giật. Đẩy trái này, giật này, nhảy sang. Mời bạn Thiện sẽ vào thực hiện với bóng nhá. Vừa đánh chậm rồi.
trong cái lúc di chuyển ấy, Thiện cố gắng hơi thấp người, đẩy thấp xuống một tí, thấp bóng xuống, nhảy di chuyển rõ ràng ra, nhảy xa ra một chút nữa, nó cứ di chuyển rộng ra, giật một quả vào bạn là được rồi. Nhảy trái, nhảy sang, đúng rồi. Đức lưu ý nhá, trong giật này cháu cố gắng này, thấp người này, cố gắng phải vặn cái lườn này, mình vặn lườn lên, đừng có nhảy không này, mình cứ nhấc lên này, nó không có lực, mình phải lấy cái lườn chân, mượn lườn chân xoay lên đẩy này, cố gắng này đẩy cái lườn lên, lườn này xoay lườn đẩy nhá, mình không giật lên này. Sau khi chúng ta đã thực hiện tập động tác với bóng nhiều, sau đây chúng ta sẽ thực hiện với bóng một, mời bạn Thiện vào. Nó thực hiện này. Lùi góc trống đi, đó. Lùi góc trống đi chọn. Rộng ra tí chậm, đúng không? Chậm thôi nhưng rộng ra tí, đúng không? Cứ bình tĩnh, cứ công được, nhảy sang đây.